Nhà siêu dị 4m² giữa Hà Nội, trả 1 tỷ 1m² không bán, bên trong gây bất ngờ. Diện tích vỏn vẹn 4m², căn nhà 4 tầng ở ngay mặt phố Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội, mỏng như siêu mẫu. Khách tới xem và trả giá 4 tỷ đồng, tức 1 tỷ cho mỗi mét vuông, nhưng chủ nhà vẫn từ chối. Ngay giữa trung tâm Hà Nội, nhiều căn nhà có diện tích rất nhỏ, thậm chí chỉ 4 mét vuông nhưng khách trả 4 tỷ đồng chủ nhà vẫn không bán. Thậm chí, có căn nhà nếu không quan sát kỹ dễ bị nhầm đó là một bức tường hay cột điện. Môi giới T, Hai Bà Trưng, Hà Nội, đang rao bán căn nhà mặt phố Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, có diện tích 4 mét vuông. Căn nhà 4 tầng này từng được khách trả 4 tỷ đồng, tức 1 mét vuông có giá lên tới 1 tỷ đồng, nhưng chủ nhà vẫn từ chối. Chủ nhà chia sẻ, bà đang sinh sống tại tầng 3 và mở quán trà đá ở mặt tiền căn nhà để bán cho vui. Trước đó, mặt tiền này dùng để kinh doanh đồ ăn nhanh, chủ yếu là xôi, bánh mì, cà phê mang đi. Bên trong căn nhà chỉ tồn tại vừa vặn duy nhất một cầu thang bộ. Tuy nhiên, từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, lượng khách giảm nhiều nên tôi quyết định nghỉ hưu sớm, chỉ bán trà đá thôi, bà nói. Theo quan sát của phóng viên, diện tích bên trong căn nhà vừa đủ để làm cầu thang bộ đi lên các tầng, hầu như không có không gian thừa để bày biện đồ đạc. Trên tầng 3, diện tích cũng rất khiêm tốn, lối đi chỉ vừa cho một người. Chủ nhà tiết lộ, cách đó không xa bà có hai căn nữa, cũng thuộc loại nhà siêu mỏng. Căn có diện tích rộng hơn một chút được cho thuê để kinh doanh ăn uống, giá 10 triệu đồng một tháng. Còn căn nhỏ cho thuê làm cửa hàng sửa chữa điện thoại, giá 8 triệu đồng một tháng. Trên các diễn đàn bất động sản, khi môi giới đăng bài rao bán căn nhà siêu mỏng trên, độc giả Lam Anh cho rằng, với vị trí và giá cả như vậy, rất phù hợp để chủ nhà phía sau mua lại. Tận dụng căn nhà siêu mỏng này làm mặt tiền sẽ tốt hơn. Còn theo những thành viên khác, tuy căn nhà ở mặt đường nhưng tiềm năng để kinh doanh hầu như không có. Chủ nhà cũng chỉ dùng để bán trà đá và khách trả đến 4 tỷ đồng vẫn không bán thì họ cũng không quá quan trọng về tài chính. Tương tự, tại phố Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, môi giới cũng đang rao bán một căn nhà với 3m mặt tiền nhưng chiều sâu chỉ 1m. Môi giới tên Yến giới thiệu, căn nhà lô gốc này đang được rao bán với giá 2 tỷ đồng. Tuy căn nhà có chiều sâu chưa đến 1m nhưng nhờ có mặt tiền khá rộng nên phù hợp kinh doanh cà phê vỉa hè. Bán hàng mang đi. Thậm chí, phần tường của căn nhà này còn được gắn biển ngõ 5 Trường Chinh nếu quan sát từ phía sau. Nhiều người sẽ hiểu nhầm đây chỉ là bức tường của một con ngõ. Căn nhà trông như cây cột hoặc bức tường, để nhìn ra được đây là căn nhà phải rất tinh mắt. Bình luận trên bài viết của môi giới, chủ tài khoản Cung Do cho rằng, không phải cứ nằm ở mặt đường, gần trung tâm là có thể hét giá cao như vậy. Người mua nên tìm hiểu kỹ công năng sử dụng ra sao, có tiềm năng để ở hay đầu tư kinh doanh hay không. Chủ tài khoản Minh Ngoãn chia sẻ, đôi khi nhiều người tận dụng khoảng trống cạnh nhà để xây gạch, bắn tôn lên là thành một căn nhà, khi ở hay cho thuê đều rất lo ngại về vấn đề pháp lý. Nếu diện tích nhỏ như vậy, họ sẽ tận dụng thêm phần vỉa hè để kinh doanh, như vậy sẽ ảnh hưởng tới cảnh quan đô thị và gây phiền hà cho người đi bộ. Người này băn khoăn,